Hallo ihr Lieben, ich bin wieder da. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong bài học lần này. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau học một vài những từ vựng liên quan đến chủ đề Gesicht. Gesicht, gương mặt. Chúng ta có những bộ phận nào trên gương mặt của mình? Das Ohr. Das Ohr. Die Ohren, die Ohren, cái tai. Die Stirn, die Stirn, die Stirnen, die Stirnen, cái chán. Die Augenbraue, die Augenbraue, die Augenbrauen, die Augenbrauen. Lông mày. Die Wimper. Die Wimper. Die Wimpern. Die Wimpern. Lông mi. Wimperntuschen. Wimperntuschen. Das Augenlid. Das Augenlid. Die Augenlider. Die Augenlider. Mi mắt. Das Auge. Das Auge. Die Augen. Die Augen. Mắt. Die Nase. Die Nase. Die Nasen. Die Nasen. Cái mũi. Das Nasenloch, das Nasenloch, die Nasenlöcher, die Nasenlöcher, lỗ mũi. Die Wange, die Wange, die Wangen, die Wangen, má. Die Lippe, die Lippe, die Lippen. Die Lippen. Môi. Der Mund. Der Mund. Die Münder. Die Münder. Cái miệng. Der Zahn. Der Zahn. Die Zähne. Die Zähne. Răng. Die Zunge, die Zunge, die Zungen, die Zungen, cái lưỡi. Das Kinn, das Kinn, die Kinder, die Kinder, cái cằm. Das Grüppchen, das Grüppchen, die Grüppchen. Die Krüppchen. Má lúm đồng tiền. Ich habe leider kein Krüppchen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Hy vọng là các bạn thích video lần này. Nếu như các bạn có bất kỳ những mong muốn nào cho những bài học tiếp theo thì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận dưới video nhé. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào và kết nối với mình trên Facebook để có thể nhận được nhiều hơn nữa những tài liệu học tiếng Đức cũng như là những chia sẻ của mình về cuộc sống ở nước Đức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.